Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hùng CBL Chí Linh nha. Hôm nay em làm một clip muộn để giới thiệu tới các bác một số sản phẩm mới về trung tâm em buổi chiều ngày hôm nay. Trong đó là có một model Super 50 của CBL hàng Mỹ xịn. Là mã là 4718A các bác nhá. Một cặp JBL 938 và JBL 902 monitor 902. Hôm nay em giới thiệu các bác video đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác về con Super 50 của Mỹ thị model là 4718A. Vâng, đây là con súp mà em đang làm video clip để giới thiệu tới các bác. Nó sở hữu với một bát 50 viền nhôm rất là đẹp, và tất cả về trung tâm em là vẫn còn nguyên zin và chưa vệ sinh bụi bặm gì cả. Làm video clip để gửi tới toàn thể các bác, anh, các chị và các bạn để tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng nó. Đấy, để ai có nhu cầu mua thì liên hệ với em qua kênh JBL Hùng Chí Linh Hải Dương, số điện thoại 0936019001. Em vui lòng được ship hàng toàn quốc phục vụ các bác, các anh, các chị. Và đây là quả thứ nhất. Hôm nay em có một đôi súp 4718. Video này em sẽ chỉ làm giới thiệu đến các bác quả súp này thôi. Còn video sau em sẽ làm đôi JBL 938, à quân 838 các bác. Thì hôm nay có model 838. Và đây là đôi JBL X hôm trước đã có. Thì hôm nay các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Và đây là nội thất của quả súp đơn 4718A. Nó chạy với một bát 50 từ 20. Đấy, xương nhôm đúc rất gấu. Thương hiệu JBL sản xuất tại bang California của Mỹ. Trở kháng là 4 ohm. Model là 2241G các nhá. Đấy. Đặc trưng của dòng JBL xịn của Mỹ thì các bác luôn luôn là để ý thấy bao giờ dòng JBL xịn của Mỹ thì cũng có những con dấu đóng trên những xương của bát, đặc biệt là những cọc mà ghép dây này. Thì đặc trưng của JBL là không bao giờ có hãng khác làm nhái các bác nhé. Đấy. Những con này thì nó sản xuất vào những năm khoảng 2000 hoặc sau 2000 một chút. Đây là model hoặc là số của khi người ta sản xuất kiểm định chất lượng nó đóng. Đấy, màng côn vẫn còn zin nguyên si luôn, keo thì đẹp nét. Đây, các bác quan sát đây là quả bát. Em chỉ tháo một quả thôi, còn một quả thì em đang đánh. Các bác chiêm ngưỡng quả này. Đây là màng vẫn còn zin nguyên số. Số của màng vẫn còn zin các bác này. Đấy. Số dập màng. Có đến côn dâu và nhẹ. Thì các bác quan sát thấy là màng của JBL thì đặc trưng của nó là nó có sợi thủy tinh, nên các bác nhìn thấy lúc nào cũng cảm giác óng ánh như tơ tằm. Đấy. Còn về dâu thì bác nhìn quan sát. Đấy, dâu còn xịn thì bao giờ cũng có cái đai. Đấy. Giống như cái lỗ người ta dập ở cái màng ấy. Đấy, để người ta đút dâu vào trong mà ra. Đấy. Dâu zin, màng nhện còn zin, từ đẹp, sáng sạch sẽ. Đây vẫn còn bụi nguyên, em chưa lau chùi gì. Đây là giòn đẹp cho quả bát. Em còn mặt trước của bát đây các bác. Có thể nói là quá tuyệt vời cho một đôi súp như thế này các bác ạ. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu mà sở hữu cho gia đình mình mà chơi trưng bày trong nhà nó cũng đã đẹp rồi các bác ạ. Đấy, chất âm của JBL này thì chúng ta không phải bàn cãi gì nhiều. Vấn đề là giá cả và độ xanh đẹp, độ zin là bao nhiêu. Đặc biệt là em nhắc các bác là khi kiểm tra loa JBL, đặc biệt cái rốn này các bác không được xà vào. Đấy, nó cực mỏng, rất dễ vỡ. Đấy. Bát và nhôm vẫn còn sạch sẽ, thùng bệ nét căng các bác ạ. Súp quá ưng ý, nếu bác nào mà thầm yêu trộm nhớ thì vui lòng nhấc máy bấm số 0936019001 gọi điện ngay cho em. Và em rất vui lòng đang đợi chờ tin nhắn của các bác. Và đây là phía trong thùng còn thơm phức mùi Mỹ các bác nha. Thùng sáng choang.
các bác theo dõi video của em thì nhớ bấm đăng ký và chia sẻ kênh của em để liên tục cập nhật những thông tin cũng như là những sản phẩm mới về, để các bác luôn luôn sẽ chọn cho mình được những sản phẩm như ý nhất, mới giá thành mà hợp lý nhất. Đây là mã số của em. Thì video này em nói riêng về quả thuốc bát này thôi, thì em xin phép được dừng video ở đây, tại vì cũng chiều muộn rồi, làm video cũng không được nét cho lắm, các bác thông cảm giúp em và động viên em nhé. Em xin chân thành cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em. Video sau em sẽ test chất âm và ghép với cục đẩy Mỹ để xem nó phát huy công suất và chất lượng nó như nào các bác nhé. Và em xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video của em. Kênh của em là YouTube Hùng JBL, số máy 0936019001, số thứ hai 0948117865 các bác nhé. Em rất vui lòng phục vụ các bác ship hàng toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn các bác ạ.